Rồi sông nước miệt vườn mến chào quý khán giả nha. Quý khán giả lắng nghe rồi cái âm thanh này của cái máy, quý khán giả đón xem coi cái máy gì nha. Chúc quý khán giả có buổi chiều xem video vui vẻ nha. Hôm nay mình test thử cái động cơ này để canh chỉnh. Đó là âm thanh của cái máy đi. Còn này mới là âm thanh của cái 4 tiền châm nha. Cái cano 6m3. Chiếc này ở video trước mình có nói là chạy về bên nhà người ta chạy, người ta lãnh nhận xong á, về bên nhà chạy bị nhảy, bây giờ qua canh chỉnh lại ha. Cũng không biết là thấy cũng còn nhịp đây quý khán giả. Đang canh chỉnh lại từ từ ha. Cái 6m3 nha. Cái 4T100. Sống. Mình đang ngồi dưới chiếc cano 49 của Thái mà. Tại vì trước là cũng bị nhảy. Bị nhảy rồi bây giờ mình canh chỉnh lại. Mà hồi đầu á, cái chiếc này lúc lắp ở đây thì chạy cũng khá là đầm ha. Mà giờ về bên nhà, chủ người ta nhận về bên nhà chạy cái bị nhảy. Bây giờ qua mình canh lại, canh chỉnh lại thì nãy thấy cũng còn nhịp nhịp ha. Điều chỉnh từ từ. Chiếc 6m3 lắp cái 4T100. Loại này có turbo gin nha. Có hộp số. Hộp số này là đồng tua. Ở video trước mình có quay về chiếc này nè, từ lắp đặt cho tới đưa xuống chạy thử rồi đó. Giờ đang canh chỉnh từ từ. Mới tính nói chuyện. Mới tính nói chuyện. Mới canh chỉnh thêm cái nữa ha. Giờ chạy thử cái nữa. Canh chỉnh từ từ chứ cũng không có chắc ăn là được hay không đó nha. Thì thấy có lý á. Thấy chiếc này có lý rồi đó. Trong thời gian canh chỉnh mình không có quay ha. Mình không có quay đó, chia sẻ cho mà anh em, quý anh chị đồ xem được. Vậy anh em thông cảm nha. Cái nồi cơm người ta mà mình xấy vô mình quay rồi ai cũng làm được hết rồi, sao người ta làm ăn. Họ đang đổ gà. Chiếc này thấy bớt nhảy nhiều đó quý không vậy? Á chà, chút nữa té. Sống một chút nữa té cái bụng. Té cái tủm chứ. Đâu hơi lâu dữ ha, nãy giờ đợi. Vậy mình nói quý khán giả thông cảm. Chứ mình lúc mà nó chỉnh sửa mình không có quay. Quay cái ai cũng làm được hết rồi, mấy cái tiệm chắc đóng cửa hết rồi.
video mình thì quay giống như là trên sông nước chơi thôi, chứ không phải là video hướng dẫn ha. Video hướng dẫn là người ta quay chi tiết, đó là mình coi là có thể là mình làm được luôn. Cái đó là những cái mà người ta làm bên chủ đề hướng dẫn á. Mình mà đi quay mà hướng dẫn mà tới tiệm chắc tiệm cũng không có cho mình quay đâu. Cái gì mình nói cho quý khán giả thông cảm. Mà giờ ở đâu cũng nhiều chỗ cũng lắp đặt được hết trơn á. Chứ không phải là chỉ riêng ở đây mới biết lắp đặt nha. Giờ ở đâu người ta lắp đặt chạy cũng ngon lắm. Cái đó mình nói thiệt chứ không phải là nó chơi nó dị bụng. Trên YouTube giờ đó quý khán giả lên coi ha, cũng nhiều chỗ, nhiều kinh. Người ta quay chỗ này chỗ kia đó, chỗ nào lắp chạy cũng ngon lắm. Vậy khách hàng thì thích đâu thì làm đó. Ai gần ở tỉnh nào thì làm tỉnh đó thôi, cho nó gần gũi. Chiều à quý khán giả, thấy vui vui quay cho quý khán giả coi chơi vậy đó. Cảnh sông nước thấy là cũng khá ổn rồi đó, khá đầm. Cái ghe vậy nè, người ta đi ra chợ mà cá găng, chợ nổi cá găng á, cân đồ mua đủ thứ loại, cái đi vô mấy gạch nhỏ bán. Mitsubishi 4D56, chiếc quen thuộc, đi lấy hàng hay gì vậy, nhưng mà mua trái cây rồi á, lại đi lấy. Rồi chuẩn bị tiếp tục canh quận nữa ha, thử quận nữa.
Vậy là thấy khá này ha, khá là đậm. Chạy ra đoạn bờ kè thử quá. Đang trở lại không biết có chạy thử nữa không ha. Nếu có chạy nữa thì mình quay tiếp, còn không có chạy nữa thì mình cũng tạm dừng cái video đây. À, mình chúc trước, chúc là quý khán giả có một buổi chiều xem cái video vui vẻ ha. Đêm về thì ấm áp bên gia đình. Ai thì cũng làm ăn công việc suôn sẻ nha quý khán giả. Chắc ngưng chạy quá.